Thưa quý vị, cuộc chạy đua tìm ra loại vaccine tối ưu nhất để ngăn ngừa COVID-19 là việc làm cấp thiết hiện nay. Vì thế mà sự việc một trong những loại vaccine được cho là tiềm năng nhất trên thế giới vừa phải hoãn thử nghiệm vẫn đang tiếp tục nhận được sự quan tâm chú ý đến từ dư luận. Và có thông tin cho rằng những người thử nghiệm loại vaccine COVID-19 này đã bị viêm tuyến gan. Tuy nhiên thì đại diện hãng AstraZeneca cũng đã chính thức bác bỏ thông tin nói trên. Đài ABC ngày 10 tháng 9 dẫn lời một phát ngôn viên của AstraZeneca bác bỏ thông tin hãng ngừng thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine ngừa COVID-19 vì có tình nguyện viên bị tác dụng phụ nghiêm trọng là viêm tủy ngang. Bên cạnh đó, hãng cũng xác nhận đây không phải lần đầu tiên thử nghiệm bị tạm dừng vì lo ngại về tính an toàn. Chúng tôi xác nhận rằng đã có lần tạm dừng ngắn hồi tháng 7 để xem xét tính an toàn sau khi một tình nguyện viên bị đa xơ cứng và một hội đồng độc lập kết luận bệnh này không liên quan đến vaccine. Hãng bác bỏ những bản tin dựa trên bình luận về việc một tình nguyện viên bị viêm tủy ngang. Chưa có chẩn đoán sau cùng và sẽ chưa có cho đến khi tiến hành thêm các xét nghiệm. Các xét nghiệm đó sẽ được cung cấp cho một ủy ban an toàn độc lập để xem xét và đưa ra chẩn đoán sau cùng. Là ứng viên sáng giá, vaccine COVID-19 do AstraZeneca hợp tác cùng Đại học Oxford phát triển bắt đầu được thử nghiệm tại Anh vào cuối tháng 5 với hơn 12.000 tình nguyện viên. Thử nghiệm giai đoạn cuối ở Mỹ với mục tiêu 30.000 tình nguyện viên vừa khởi động tuần trước, bên cạnh thử nghiệm ở Brazil và Nam Phi. AstraZeneca còn dự định thử nghiệm ở Nhật Bản và Nga nhằm đạt mục tiêu 50.000 tình nguyện viên toàn cầu.